បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីការ restore file IPSW ទៅលើ iDevice ឬក៏យើងហៅថា program ទូរស័ព្ទ iPhone ឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបបុក program ជាមួយនឹងកម្មវិធី3U tool ដែលយើងមិនចាំបាច់ប្រើ iTunes ឥឡូវនេះក៏ប៉ុន្តែ install driverយើងធ្វើការរងចាំឲ្យ install ចប់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការដោតទូរស័ព្ទចូលហើយវាស្គាល់ហើយឥឡូវយើងបិទ iTunes សិនមកនេះឥឡូវចាំតិចនេះឥឡូវស្គាល់ហើយយើងបិទ iTunes នោះតោះមកយើងចុចត្រង់កន្លែង flash and fb jb jbreak នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងអត់ទាន់មាន file ទេយើងទៅ import file ឬក៏អាច download មកតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំ import ដោយសារ download វាប្រើពេលយូរវិញខ្ញុំទៅរក fileiPhone 4ខ្ញុំធ្វើការ flash iPhone 4ហើយវាមិនមែនត្រឹមតែ flash បានត្រឹមតែ iPhone 4ទេគឺអាចដល់7 6 iPhone X គឺគ្រប់ series របស់ iPhone ទាំង iPad ហើយខ្ញុំធ្វើការ extract វាចាំរងចាំវាឲ្យវា extract ចប់យើងទៅការ flash វាតែម្ដងហើយយើងគ្រិះនៅខាងស្ដាំអាខាងឆ្វេងខាងលើនេះគឺដើម្បី auto activate គឺយើងអត់បាច់ចាំ active wait វាម្ដងទៀតទេគឺពេលដល់បុកចប់វា auto តែម្ដងពីងាយស្រួលជាង iTunes ចាំឥឡូវយើងធ្វើការ flash ដល់សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចជួយ like share comment ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំបានផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី
và lần này cứ ban 85 phía rồi á, cứ vì chất chọp ấy đừng thử càng rong chăm vì hai chị ở đó mà này tì đi đấy của ta mà đó 85 phía rồi cứ vì chắc làm lươn vì ở đội vì đồ bông mà đấy. Và lần này cao sập vốn phía rồi ấy. Trang viêm tích đó. Và lần này cái việc bạn chọn rồi rồi lại là tại auto activate đấy vì vừa dừng rong chăm về việc reboot chọn về năng activate đây luôn này mình đã tu sập đây bằng nét tìm tì đã sim chỗ và dần chỉ nên là ngọc này đã sim card chỗ đấy cứ vì mình activate bạn đấy nè là nó cứ auto nó cứ buông thay activate này anh chẳng mình tập năng thế xong một con này đang học nè để bạn tôi xem video này chụp nhóm nào video cầu tiệt âm pi vị thi sao nó không nong ca chơi break ai ô xong một con này đang học nè.